Ngày mới chào cả nhà nhá. Hiệp cái cảnh hôm nay giao lưu cây hoa giấy cho khách về Hà Nội đây. Hiển ơi, cầm hai anh em tới bắt tay. Cây này 5 triệu nhá. Giao lưu nhá, cả chậu luôn nhá, cạnh rễ cẩu nhá. Đấy, giá rất là rẻ, hợp lý chưa? Cây này về Hà Nội chắc phải tầm 10 triệu mới được. Không, tức là mua hộ cho anh ấy thôi, chứ còn nếu mà về Hà Nội bán cái này phải 10 triệu. Thế này bạn. Vườn mình bán thì gọi bán lấy không. Ha, Hiển cầm cho tới xoay. Anh Trâm ơi. Anh sang anh bắt tay cái. Cây giao lưu xong rồi. Xuống cái cây kia. Đây là anh Sông chủ vườn nhá, đây thiệu với cảnh nhá. Đấy là anh em mua cái hoa giấy này nhá. Để đã giao lưu nhá. Ra xong mình thành công. Anh đọc số điện thoại của chủ vườn ấy. 0987 346723. Đấy, còn rất nhiều cây tí mình chia sẻ nhá, anh nào mua nhá. Cây này về đúng Hà Nội nhá, chỗ đẹp nhất của thủ đô ấy. Khả năng phải thay cái chậu. Phải thay cái chậu thôi. Rồi, cái dưới này chia sẻ 4-5 triệu rồi. Đấy, cái hoa giấy 5 triệu các bạn nhá. Đấy, về giữa thủ đô thì cái này hồi xưa chơi bonsai mà. Cắt tỉa rất là đẹp nhá. Đã giao dịch nhá. Đấy. Anh ơi chia sẻ cái ấy cái nhỉ, cái đa đấy. Anh còn cầm cái thước đi. Anh chia sẻ anh báo giá luôn đi. Cái đấy bao tiền anh? 4 triệu à? Đấy, thế này à. Ôi rồi, thế chia sẻ cái xanh 4 triệu cái anh ơi. Anh giới thiệu cái em cái món bonsai nó không vẫn phải cái thước anh ạ. Đo thước chậu anh vào lấy thước đi. Hiển ơi. Sao không kết cái này đi em? Một cây chơi một cây cũng được. To à, nó bền lên nặng à. Cái xanh nhá. Là 4 triệu. Anh biết giá, anh báo cái súng ấy bao tiền chưa anh Đồng? Anh biết tiền cái súng ấy chưa? Hai cây, ba cây ấy bằng cái ô tô của anh ấy. À đây, anh đo em cái chiều cao của thì mặt chậu lên được. Rồi, đây. Bao nhiêu anh? Chiều cao của nó là 90. À, anh đo cái tán ấy. Tán là rộng của nó là 1 mét. À, anh đo cái chậu em chiều ngang thì đọc cái chậu không cần này. Đấy. Chậu là 80, dài 80. Rộng chắc phải 50. 50. À anh nha. Chậu là anh bao 4 triệu phải không anh? Ừ, cái này 4 triệu. Anh nha. Cái này già lắm rồi đấy. Già rồi. Những cây đang cầm chơi. Thế nó sao Hiển nó lấy cái này nhỉ? Cái này phải đến người khinh. Không, Hiển không lên được cầu thang, cầu thang nhà Hiển bé. Cầu thang Hiển bé. Nhiều những cái nhà xây rất thích cây này nhưng mà cơ bản là cái không gian người ta nó không đủ. Như nhà bọn em nhà ống đi chơi thế nào thật đi. Bê lên cầu thang là nó trượt mặt. Không phải có đường lên chứ. Cái này bới ra mà cho lên như bê cả chậu thì khó lắm. Đấy nhá, cây 4 triệu nhá, rất nhiều cây hôm nay mình muốn chia sẻ. Cây cái sản này báo giá bao tiền anh nhỉ? Cho chia sẻ luôn cây này anh ơi. Cái này dưới kia không? 6 triệu. 6 triệu cây nhá nhỉ. Ai, to quá nhỉ. Đây là trông các anh yêu cái cảnh lắm đây. Anh Đồng đẹp trai nhất nữ đúng rồi đấy. Đấy, trông rất đẹp. Đấy. Anh ơi, cây này thì chắc là không đo được vậy ấy nhỉ. Nó lũa đấy hả? Nó vành đi. Thôi anh. Vành nó to lắm các bạn. Dễ này. Anh đo cái vành choàng, đừng choàng ở đá cái thằng. Choàng đá. Không có đừng choàng đá. Anh đo ấy để nó biết. Vành chiều cao tán mà. Cái này vành gốc nó vành. Đây già quá già luôn. Bao nhiêu vậy? 90. À, rồi đấy là đo chỗ cách 3-40 phân nhá. Vẽ dễ rất đẹp các bạn này. Anh đo em cái chiều cao cái tán với cái chậu này luôn. Đo ở đấy thì chắc là nó phải tầm mét. À, thôi không cần. Đấy. Đo cái chậu này 1m2 không? Chậu 1m1. Chậu 1m1 rồi. Anh đo chiều cao này. Đấy, xem anh cảnh anh có thích luôn cả cái 1m8. Đã, anh có thích luôn cái cây này đi với cây hoa giấy luôn thì cẩu luôn thể này. Chiều rộng tàn của nó là 1m2. 6 triệu anh? 6 triệu. À. 6 triệu cây này gọi là cái chân chim của cây sản. Xương cá. Cái xương cá đấy nhỉ? Không, nó chỉ chơi lá thôi. Thì trên là răm với tán với độ già nó già lũa này, anh Trâm. Già lũa rồi, cây này già lũa rồi, lũa rồi này các bạn này.
Ây giời, không nhìn thấy mặt bên kia cho lũa đây này. Đấy. Này chơi độ cổ nha. Cây nào anh? Đây đúng rồi, em lấy anh thằng dẫn lấy cây này tự anh ấy. Nếu mà nó bị nhỏ ấy. Anh xông để cho hôm nay ông ấy làm lãnh đạo ủy ban huyện nên để nó quảng cáo nha, bán giá nó rẻ rẻ hợp lý. Bao nhiêu cây đấy, chốt để em đăng à. Anh, cây đấy lấy bao nhiêu tiền? Ba triệu Hiển giá đấy câu Hiển, bắt tay cái đi. Vẫn còn phải suy nghĩ là cây 3 triệu đá bắt tay. Cây xanh này 3 triệu đây, cây đây. Anh xông ơi, đây nó gọi là gáng dáng huyện không có là ui chết rồi. Có phải dáng huyện được không? Trường Văn Nhân à? Đấy, dễ nó bám đá này. 3 triệu cây này. Đấy, có anh khách đang thích rồi nhưng mà phần về cây nó có vừa không? Trên tầng cây trên tầng 2 mà. Đấy, chơi một cây này thôi. Không cần chơi hai cây. Ba triệu. Ơi, mình muốn chia sẻ cái đa khủng các bạn nhé. Đa là đa búp lông. Đa búp lông nhỉ? Phải búp đỏ. Không phải. Búp đỏ đây à? Cái xanh. Cái xi đấy. Xi Trực Văn Nhân đấy. Em nọ đang Hiển ơi, anh để cho vách cái xi to đùng này. Nào ấy, nhờ bác Sông đang cắt. Mẹ ông bạn sang cái kỳ thích để luôn cho. Mua bao nhiêu còn bớt này. Cái lá xi nó khác lá xanh anh ấy, cái chơi cái cảnh. Đây các bạn, đây là cái đa. Cái đa nhá. Anh Sông ơi, anh đo thôi ra vất vả, bác đo em cái kích thước chậu cái chia sẻ kỹ cái này để cho anh có nhiều đa cẩu cái này đi cho nó thoáng nhà này, thoáng cái vỡ xiếm nhiều diện tích quá. Thôi rồi anh cứ đo cái tạm ăn cái chậu, cái mặt chậu lên đá nó cao bao nhiêu và đo cái chậu trước đã. Thì cái chậu rất là to luôn, cái chậu này mét bảy, mét ngang mét bảy, chiều mét bảy, chiều dài kia 2.5 m. À, 2.26 m. Rồi. Anh chỉ đo cho em mỗi cái chiều cao thôi. Chiều cao với chiều tán ấy. Người ta hình dung cái đá nặng lắm các bạn nhỉ. Cái là anh đá. Chiều anh không cần đo vanh như vậy, anh đo em cái tán ấy. Cái tán anh đo áng được cũng được. 2.1 m chiều cao, tán thì chắc phải 2 m. To quá đi. Này về bạn nào về tặng các nhà chùa đền đình ấy chơi thế nhỉ? Cái này anh báo giá bao nhiêu anh nhỉ? Mà cái này bán cho ra tầm 7.5 triệu. 7.5 triệu nhé các bạn nhé. Đấy. Quá rẻ cái này nhỉ. Đấy, riêng tiền chậu, tiền đá này đã đủ rồi. Cái chậu này mấy triệu? Cái chậu này là... anh vườn anh chật, anh muốn giải phóng các bạn nhé. Muốn giải phóng thì sửa. Đấy, sửa lại cái vườn này. Cái cây đấy được cái Hiển ạ. À. Anh thấy nó có đá tự nhiên nó ép đấy, mình thích chơi cây. Nó hơi vướng cái này đâu, mình nhìn. Nó có cái cành xuống cái xà ở dưới đấy nhá. Nó gặp nó mất cái cành là thả ở dưới. Cái cành rơi gì? Ừ, cành rơi. Bảy triệu rưỡi rồi, cái này thì cẩu đứng ngay cạnh đường cẩu rồi. Cái đa nhá. Cái này anh kéo thì chơi được không? Thôi anh Sông ơi, Hiển ơi, thích cây đấy chốt để quay bắt tay nhau cái nè. Chia kênh YouTube này chỉ thích mua giao lưu luôn, tay cảnh rất đẹp các bạn. Chậu rất to các bạn nhé. Thật ra bạn nào mà thích tặng cây cho
tặng cây cho các cái chỗ đình đền, các bạn mua cây cẩu cái này nhá, có dịch vụ ship tận nơi luôn, trả về nhà luôn cả chậu cả cây. Đây các bạn, trong bóng tán nó đẹp như này. Anh Sông ơi, cái cây đa bé bé ở chậu to đây là bao nhiêu nhỉ? Em chia sẻ hai cây đa luôn. Đây, đây còn cây đa này, chia sẻ hai cây thôi. Cây đa này nó nhỏ hơn các bạn này. Tán đẹp như này. Cái này nó gọn hơn các bạn nhé, trên chậu tròn nhé. Hiển xem em quyết đi Hiển ơi. Em ưng mua cái cảnh, quan trọng là thích đó. Đây các bạn này. Ui cây này hay. Cây này hay đấy. Anh đo em cái chiều cao với tán, cái vành với chậu nữa là ok, cây này dễ cả. Cây này, cây này đẹp đấy. Cây này đầu tiên nhất ở cái vườn này. À, đấy. Và cái đo chiều cao với tán với vành cái tỏ chậu về chứ. Cái này là chậu 1m3. Chậu 1m3 và anh đo chiều cao nhỉ. Cao lại phải 1m5. Chiều cao đúng 1m5. À, tán thì phải 1m7. À tán phải 1m5, quên rồi, 1m7. Giữa đó anh nữa là cái đó. Hơn thì tán rồi. Tán đúng 1m5 thôi. Đấy, coi như vuông nhá. Và anh đo em cái vành gốc chung luôn để cho người ta biết là nó to như thế nào. Yeah, cái này cân đối. Cái này mà nó đi. Đúng rồi, gốc đa đáng nàng, đứng là gốc đa đáng nàng các bạn nhé. Đấy, à, rồi, cái tương đối rồi. Để hình dung cái cây thế nào. Ừ. Trăm mấy anh? 120. À, 120 nha. 120 gì đấy, à, anh đo nó cây đa dáng nàng này. Cây này kìa đi đẹp lắm, anh chưa làm, chưa cắt này. Cái này báo giá bao nhiêu anh? Cây này 10 triệu. 10 triệu cây nhá. Ừ. Đấy, tí em giật tít này. Cây đa 10 triệu. Để đẹp. Nào, bác đọc lại số điện thoại để các đỡ phải tua nào. Em đọc lại, em đọc theo. Số điện thoại mình là 0987. 0987. 346. 346. 723. 723. Đấy. Anh Sông nhá. Anh Sông ở Hữu Lũng Lạng Sơn nhá. Anh còn rất nhiều cây nhá. Mình đã chia sẻ đấy, các bạn thích thì alo trực tiếp cho anh hoặc qua mình. Có mình có dịch vụ xe cẩu ship nhá. Ship toàn miền Bắc luôn đấy. Nhưng mà đang dịch cái có vùng đi được, có vùng đi được. À, rồi, thôi nay chia sẻ thế thôi. Thế đâu anh ạ? À cây ổi này nữa anh ạ. Cây là cây ổi này đi. Ý giời. Cây ổi anh mới cắt nhiều nọ đây. Đấy, anh cho cái vành. Giả lắm này. Ui, nước rồi. Ôi ổi ta hả anh? Ổi lòng trắng hay lòng đào? Ổi lòng trắng. Lòng trắng, đây quả đây. Ổi ta rồi. Ổi găng. Ổi găng, ổi găng. Rồi, rồi. Cái này của nó là 30, vành 30. Vành 30. Chiều tán của nó là 1m3. 1m3, chiều cao chắc 1m. Chiều cao của nó là 1m. Cái này anh báo bao tiền anh? Không báo chậu được, chậu này thì trồng cây này nó không hợp. Cây không ấy. 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi cây ổi nhá. Không có chậu, cái chậu này là trồng nó không hợp lắm. Đúng rồi, cây không cái này vâng. Để anh nuôi thôi. Nuôi thôi. À, cái ổi xoay cho các bạn nhá. Thôi rồi đấy, thế ạ. Nay làm một cây về bác có khách thì giao lưu ơi kia bắt tay đi. Cái ổi 4 triệu rưỡi nhá. Không có chậu các bạn nhá. Rất là nhiều cây mimi nhá các bạn. Nó đẹp. Đây cái chậu si bé bé đây, si búp đỏ hay si trắng? Si búp đỏ. Đỏ đâu, búp hồng chả thấy búp đâu. Cái đấy là búp đỏ.
Hôm nào em bảo thằng bạn em nó thuê bác sang cắt cho em để cho nó cái xì to đẹp lắm. Cái xì bút đỏ, đỏ tía. Em cứ soạn nhé. Làm cái gì làm tập trung một cái thì xem. Không, xong rồi. Đấy, quay con cảnh này, anh điện nó không ấy. Con cảnh tí để anh biết nhà có nhiều cái cảnh. Không, thế thôi. Đã có trình độ ghép đâu. Đây các bạn muốn bê cái sung về nhà lắm nhưng mà đang định đánh số đây. Cái sung này đẹp, cái sung này chia sẻ rồi. Kỹ rồi, đấy, đẹp lắm. Thôi nhá, đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Hôm nay mình giao dịch cây giấy thành công rồi. Chia sẻ một số cây thế.